Được chưa? Em với anh trông như mặc áo đôi nha. Xin chào các bạn, hôm nay thì bọn mình sẽ cùng nhau xem cái video cuối cùng của NTN. Thật ra thì mình đã từng xem video NTN và từng có reaction rồi. Thì Vân là lần đầu tiên xem đúng không? Lần đầu tiên xem video cuối cùng. Tất nhiên em chưa xem NTN bao giờ đúng không? Chưa. Có biết gì về NTN? Em từng xem một bài với anh ở công ty bật cái bài không có một cái gì. Rồi, chắc sẽ cùng nhau xem video cuối cùng. Ok, mới intro chất không? Up 15 thịnh hành ấy. Ui, up 15 thịnh hành. Ủa, xin chào, chào các bạn. Hôm nay là một cái video mà tôi muốn thông báo cho tất cả. Nhưng mà anh rất bực những thằng này, nó không đọc là video, nó cứ đọc là video ấy. Tức nghĩa là nó bình thường thôi. Em thấy cũng dễ thương mà. Nhưng mà nghe nhiều cho này nó Việt Nam chân chất ấy. Chất không? Nhưng mà môi thâm. Tất cả các bạn đang xem cái video này. Rằng tôi chính thức sẽ dừng làm YouTube từ ngày hôm nay. Sau 6 năm làm YouTube. 6 năm là nhiều hơn anh không? Ít hơn anh, tại vì ngày xưa hồi NTN mà làm cái video mà đánh bom giả ấy, xong rồi bị công an triệu tập ấy, NTN có inbox cho anh để hỏi. Nhưng mà hồi đấy kiểu là inbox nhiều quá, nó vào cái mục là thư mục bị lọc ấy. Thế thành ra mình không trả lời. Wait a minute. Thế thành ra mình không trả lời. Đấm cái vỡ mồm rồi. Cho NTN đấy, lúc đó được. Nói chung là xin lỗi Thành nhá. À Nam, quên. Nhưng mà môi thâm thế này. Sao em cứ tập trung vào cái vấn đề đấy nhỉ? Đúng rồi. Nhưng mà NTN nói đúng, anh ủng hộ một cái chỗ là công việc làm YouTube này trông qua thế nhưng cực kỳ áp lực. Nhưng ngay cả bên thầy mình cũng cực kỳ nhiều áp lực, bởi vì sao công việc này làm nên là phải nghĩ ý tưởng mới, lúc nào cũng cứ phải tìm tòi những cái mới làm đi cạnh tranh. Rồi YouTube lúc thì nó bóp view, các bạn xem video mà nhiều lúc không nhận được thông báo các bạn. Nói chung là lúc mà đầu tư video rõ tốt xong rồi view chả có, cảm thấy áp lực, nói chung là bị stress. Các bạn thấy lên đọc tìm mấy cái bài viết họ nói rằng là YouTube một trong những công việc là cực kỳ stress và rất nhiều người đã từng bỏ nó. Ví dụ như là ngày xưa có cái bà chị gì mà còn bán cả mỹ phẩm ấy nhỉ? Michelle Phan à? À, Michelle Phan em biết. Đấy, cũng vì stress mà bỏ đi ấy. Nhưng xong rồi bà dành một năm đi vòng quanh thế giới. Thế thì mình được như thế. Là với nghề YouTube hoặc là những cái nghề mà liên quan đến giải trí. Anh này làm mấy khi mà các bạn làm đúng thì... Cái quan trọng là sai nhiều quá. Tại vì thực tế ra cái lượng người xem của NTN thì rất là nhiều. Có rất nhiều trẻ con nhưng đã có rất nhiều bài báo lên án về cái vấn đề là mấy cái thử thách thả dao của thứ tình ấy. Cái này không, cái này tôi cũng phải nói rõ ràng là đồng cảm với nhau là làm thì khổ thật. Nhưng cái vấn đề là mình khi mà mình mà đã có một cái chỗ đứng rồi thì mình phải tầm ảnh hưởng đấy là dạng như thế. Tại vì ví dụ đơn cử như trường hợp của chị Thơ Nguyễn đi đúng không? Chị Thơ Nguyễn trước đây cũng đã bị một số video lên án nhưng sau đó chị không lặp lại. Bởi vì chị hiểu. Chứ còn ngay cả bản thân bạn này là NTN này chứng tỏ là bạn ấy là những cái video sau khi bị lên án thì bạn ấy cũng tỏ ra gọi là đi đối đầu với lại dư luận chứ không cho thấy rằng là gọi là liệu mình sẽ có thay đổi cái đấy hay không. Tại vì rất nhiều video chúng ta không nói đến một video. Gửi một lời xin lỗi dành cho tất cả những cái gì mà tôi đã gây ra trong thời gian vừa qua. Đấy, bây giờ bạn mới xin lỗi là những cái video mà không mang lại ý nghĩa. Tức nghĩa là bạn cũng biết vấn đề rồi nhưng có thể là tính cách thời điểm đấy thì lựa chọn là thôi giống kiểu trẻ. Có được măn lại được nhiều view hay... Đấy, kiểu lúc đó thì không, kiểu là vì cái tính cách cá nhân là sẽ không nhận mình sai. Đấy, và bây giờ thì... Thế cái kênh này có cái video nào có lợi không ạ? Thì anh sao biết được, các bạn comment dùm bên dưới nha. Không, anh không xem, anh chỉ thấy anh hay đọc báo kiểu trên Zing rồi VN Express em mọi người cứ hay chửi, không biết là có cái video có ích không nữa. Trong thời gian tới thì kênh NTN Vlog sẽ ra một vài video nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là sẽ ra tần suất rất là ít. Stop YouTube nhưng mà vẫn ra video. Lại còn tần suất ít. Thế nghĩa là trước là một ngày hai cái thì bây giờ ngày một cái. Một tháng một video hoặc có thể cái tội không xem hết video. Rồi, ok, như vậy là một tháng một video. Nhưng mà đến thời gian hiện tại thì tôi cảm thấy là dường như mình đang bị tụt dốc. Mặc dù là cũng đã rất là đầu tư. Đây chính là cái vấn đề của những cái người mà kiểu là làm YouTube mà không có một cái gọi là có một cái key content ấy. Ví dụ như của bọn mình là kênh review này, hay các bạn làm YouTuber mà làm về du lịch, review du lịch, làm về beauty các thứ ấy, họ sẽ một cái key. Còn các bạn này là làm vlog, là làm vlog kiểu không có cái để theo đuổi. Thì nó cũng chỉ là giống kiểu là chia sẻ về cái sở thích của cuộc sống của mình ấy. Nhưng đến một thời điểm làm 6 năm rồi ai cả chán. Như mình nói thật các bạn là điện thoại bây giờ mình chán vãi ra luôn ấy, cực kỳ chán. Nhưng mà mình vẫn làm bởi vì các bạn còn sẽ cần phải mua điện thoại thì vẫn làm thôi. Chứ nó không phải là gọi là cái đấy, gọi là cái sở thích mình quá nhiều nữa. Mình thích ô tô, các bạn nhớ sang subscribe mấy xe. Tôi nghĩ là mình nên chia sẻ vậy thôi. Bởi vì là nói thì nó rất là dài, có thể sẽ không... Ôi, 3 phút 36 mà bảo là tôi chỉ chia sẻ vậy thôi mà đang... Tôi sẽ dừng lại nhưng mà một nữa rồi, ok. Có thể đây sẽ là video cuối cùng. Thế là thế nào nhỉ? Bảo sau này là một tháng lên một bài nhưng vẫn cứ bảo đây là video cuối cùng, nghĩa là như nào?
Không, cái này nghiêm túc là mình cảm thấy khó hiểu thật. Chứ không đùa gì Cảm ơn tất đâu. cả các bạn đã xem clip của NTN. Nhờ. Chào các bạn. Flashback. Cảnh này xem cảm động này. Cũng mua chó về nuôi này. Đi ăn với các em. Như vậy cũng thế có cũng video. Có những video có ích mà. Có video có ích. Trong cũng kiểu làm từ thiện ấy. Cũng có video có ích mà. Các bạn cứ chửi. Nói cho là mình không phải là người xem hết toàn bộ kênh này nên mình cũng không có nhận xét gì, gọi là anh dám cứ đánh giá xem gì. Nhưng mà ở dưới thì cũng có rất nhiều comment tạm biệt rồi Vĩnh Việt. Thật ra thì NTN, nếu các bạn không biết, thì là YouTuber hàng đầu Việt Nam. Bạn ấy tự nhận như thế, mặc dù bạn ấy không khoe, nhưng mà tôi nghĩ rằng bạn ấy nói đúng. Đây, thực ra là bạn ấy nhiều nút vàng với lại nút bạc nhất Việt Nam, đấy, mà một mình này. bạn ấy, chứ không phải là một công ty, một tập đoàn gì. Về cơ bản thì đấy, thì các bạn thực ra những thông tin mình đọc về NTN cũng toàn là mấy cái bài trên các trang báo phần nói là cái video không tốt. Đây, xem video đúng không? Ví dụ như là đây này, xóa kênh này. 3 tháng trước video xóa kênh này. Em tưởng video xóa kênh là từ 7 tháng trước cơ. Nói chung là làm các thử thách rồi các thứ tình vân vân khá là nhiều. Mình không thả viên viên thạch khổng lồ 30 kg xuống ạ. Đấy, thì nói chung là các video của bạn ấy thì sẽ thiên về cái hướng kiểu như này. Thử kéo mọi thứ lên, kéo con chó à? Theo cấm, kiểu Donald Trump à? Nhìn thumbnail trông như Donald Trump ấy. Cái gì? Kéo con mèo ạ? Em ơi, khổ thân nó đấy. Đấy, người ta cũng kéo lên đầu nguy hiểm lắm. Thế chứ thế mấy đi cái... làm thăm lừa đảo à? Đấy là người làm thăm nói đấy nhá. Nói trong tóm gọn lại thì mình có một lời khuyên cho các bạn là kể cả NTN hay rất nhiều người đã từng chứng minh là làm YouTube là công việc cực kỳ áp lực. Các bạn sẽ hoàn toàn có cảm thấy là đúng, làm tốt hay không tốt thì tốt thì may là người ta khen. Vì bọn mình làm review sai một hai câu, đôi khi không phải là vì là gọi là cái gì đâu, mà đôi khi chúng ta kiểu thời gian chuẩn bị không kịp. Sản phẩm các bạn không biết đấy, mượn con máy có khi chỉ mượn được 1-2 tiếng là phải làm rất kỹ, làm rất nhiều video chia sẻ mọi người, xong rồi chẳng may sai thì lại bảo là ăn tiền nói láo. Nói chung là đây là một công việc vô cùng là áp lực, nên thành ra không phải ai sẽ theo đuổi nó suốt được. Bản thân mình thì trước thích điện thoại mới làm, bây giờ mình đã được tròn 10 năm mình làm rồi thì mình nghĩ là bây giờ thì mình đã chuyển sang thích ô tô, và bản thân cũng muốn mở sang những cái khác như bán phụ kiện PKP này, Seven này. Nên các bạn nhớ truy cập. Nói chung là YouTube là áp lực các bạn ạ, không sướng một tí nào đâu. Nên NTN thì dù sao cũng là quá thành công và rất nhiều tiền rồi, mua được cả mẹc à. Các bạn nghĩ sao? Em cảm thấy là anh ấy vừa trải qua một cú sốc gì đó trong cuộc đời này, anh ấy chắc phải có chuyện gì đấy đúng không? Giống như kiểu là bị kiểu cái gì đó. Mới một ngày trước còn đang quay video mèo miết các thứ, xong một ngày sau ngồi rất deep trước máy quay. Nói chung là chắc phải có vụ gì đấy, khả năng là NTN có một cái vụ gì đấy thì chúng ta không biết được. Trong trong clip này trông rất nghiêm túc và deep. Dù sao thì cũng đáng tiếc cho bạn ấy là bạn ấy chưa kịp đạt một nút kim cương. Còn là không biết các bạn nghĩ sao vấn đề này, anh nghĩ comment. Tài sản để lại cũng đủ để sống trọn đời. Hãy comment ý kiến ở bên dưới nhá. Hẹn gặp lại bạn các video lần sau. Mình hy vọng mình sẽ không có một video cuối cùng ở trên kênh của mình. Xóa kênh.